Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh sởi, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thành phố hiện là địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh này. Ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều phương án đảm bảo ở tất cả các mặt điều trị, dự phòng và giám sát. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 ca bệnh sởi đang nhập viện điều trị. Đáng chú ý, đây đều là các trường hợp có biến chứng nặng. Hiện đơn vị đã dành riêng một khu vực cách ly để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi này. Từ cách đây hơn một tháng, bệnh viện này cũng như nhiều bệnh viện nhi tuyến cuối khác tại thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch phòng chống dịch bệnh sởi, không chỉ tại cơ sở mà còn phối hợp hỗ trợ cho nhiều đơn vị khác. Bệnh viện đồng một phối hợp với lại bên bệnh viện bệnh nhiệt đới đã tập huấn lại hết cái về cái việc chẩn đoán, xử trí, điều trị và dự phòng bệnh sởi cho tất cả các cái đơn vị ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong quận huyện và tất cả các tỉnh của miền Tây và những cái tỉnh khác đều phải học tập lại hết về vấn đề này. Còn ở tại bệnh viện thì sao? Có nghĩa là tụi tôi ở đây tổng cộng có tới hai cái lầu và tôi có thể mở rộng ra cho đến khoảng 100 giường luôn để mà cung cấp đầy đủ cái chỗ nằm cho các trẻ nếu như mà các trẻ có bị bệnh sởi. Và thuốc men thì hầu như vitamin A tôi cũng chuẩn bị hết đầy đủ, và đặc biệt những cái thuốc điều trị đặc hiệu hay những cái thuốc gì hỗ trợ khác thì cũng đều có hết tất cả. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận đến 25 trường hợp mắc bệnh sởi. Chỉ tính riêng trong tháng 6 này đã có 21 ca mắc mới. Bên cạnh việc thành lập tổ chuyên gia điều trị bệnh sởi, các hệ thống dự phòng và giám sát điều tra dịch tễ của thành phố cũng được triển khai. Đầu tiên đó chính là củng cố toàn bộ hệ thống giám sát, từ giám sát phát hiện ở trong bệnh viện đến giám sát phát hiện ca bệnh mới ở cộng đồng để kịp thời phát hiện ra những ổ dịch mới và kịp thời khống chế. Hoạt động thứ hai và cực kỳ vô cùng quan trọng đó chính là đẩy mạnh cái hoạt động tiêm chủng, trong đó là tiêm chủng trước mắt là tiêm bù cho những trẻ thiếu mũi tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, và hướng tới thì có thể là sẽ cân nhắc để tham mưu một cái chiến dịch tiêm chủng cho những trẻ lớn hơn và hoặc là tiêm không kể tiền sử tiêm chủng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi tại thành phố chỉ mới đạt trên 85%, chưa đủ độ bao phủ trong cộng đồng để bảo vệ các trẻ. Do đó, ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng, phụ huynh cần có trách nhiệm bảo vệ con em mình bằng cách đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm ngừa phù hợp. Hiện tất cả các cơ sở tiêm chủng tại thành phố đều có đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh sởi.